23 tháng Chạp âm lịch theo phong tục tập quán của người Việt thì là có một cái Tết, Tết đó gọi là Tết Ông Công Ông Táo, thì bao giờ cũng phải có cá chép. Vì cá chép là phương tiện để cho Ông Công Ông Táo lên thiên đình để báo cáo về công việc tốt xấu ở dưới trần gian và thiện ác của mỗi một người ở dưới hạ giới. Cá chép vượt vũ môn thì cá hóa rồng. Rồng là biểu tượng linh thiêng, biểu tượng cho tốt lành, cho nên không thể thiếu cá chép được. Theo quan niệm về Phật giáo thì thả cá chép thì nó gọi là phóng sinh, để biểu tượng cho cái phúc thiện, cái công đức tăng trưởng của mọi người. Chọn cá chép thì mọi người nên lựa chọn, thứ nhất là cá phải khỏe, thứ hai là không chóc vây chóc vảy, thứ ba là cá phải đều. Cá thì cứ vừa vừa cũng được, không cần phải cá to. Màu sắc thì màu đỏ là tốt nhất. Không có cá chép thật thì ta dùng cá chép giấy. Cá chép thật thì ta cúng xong thì ta mang thả, còn cá chép giấy thì ta cúng xong thì ta mang hóa. Cúng Ông Công Ông Táo thì ta lên mua 3 con cá chép. Thả cá chép này chúng ta phải trân trọng trang nghiêm. Khi mà chúng ta cúng xong rồi thì đó là vật linh thiêng rồi, chứ không phải là cá chép bình thường. Chúng ta mang ra giếng đình, giếng chùa hoặc là hồ, ao, sông thì chúng ta thả, chúng ta phải trân trọng, cầm cá hai tay và thả xuống hẳn hoi, chứ chúng ta không được phép là đứng ở trên cầu hắt xuống thả cá ly lông, nước là không đúng, gây ô nhiễm môi trường.